Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hola, xin chào các bạn, tôi là Bạch Dời. Ngày hôm nay thì nhà mình cũng đang tiếp tục cái công việc là cho các bạn ấy làm cái chuông ga, xây chuông ga ở phía sau á mọi người. Hiện tại thì các bạn cũng xây lên được khoảng tầm được một nửa rồi mọi người, một nửa cái tiến độ công việc rồi. Nói chung là khoảng tầm độ 2 hoặc 3 ngày nữa là có thể là xong cái nhà đấy. Bắp cải nhà mình đợt này thì chuẩn bị thu hoạch được rồi mọi người ạ. Bây giờ nó cũng to như thế này rồi này. Đấy. Cái cành này. Nó to như thế này. Nhưng mà kiểu như là cái mùa này mình tưới cái cây bắp cải này bằng cái nước đau hô ấy. Nên là nhìn cái cây bắp cải nó rất là xấu luôn. Với cả là có cái hiện tượng là ở phía dưới này nó khô, lá nó khô hết đây này mọi người. Đấy, khô hết như thế này đây này. Nhưng mà cái này là cảm giác rất là nặng nhá. Nhưng cũng nói chung là cũng được đấy. Grande đấy. Grande, sí. Pequeño. Grande. Hả? Grande. Así brasa vende cuánto? Esa cabeza puede ser vender 700, 600. À vậy? Đấy. Ngoài chợ là chỉ bắt giữ là bán những cái bắp cải như thế này là khoảng tầm độ 6-7-8 quan một bắp này. Nesse tempo tem muito. Bem, ainda bem caro assim. Esse tempo ainda tá caro, tá parecendo pouco. Porque uma metade, assim, aqui, daqui até aqui, vendeves 100 quanz. Uma metade pequeno assim. Daqui até aqui, vendeves 100 quanz. Sim, é isso ele vende na rua, agora vende no praça principal, né? Mais barato. Cairo, chefe. Cairo. Aí é? Sim. Cái bắp cải này thì nói chung là đợt này bên trong mình không có phun thuốc phun đô á mọi người. Với cả là cái đất phía bên này này, chẳng hạn như chỗ bên cái khu vực giữa này là nó không được tốt này. Đấy, chỉ có xung quanh đây tốt nhưng mà nó cũng bị xấu ấy. Đấy, giờ chỉ có một số cây là nhìn nó đẹp thôi. Mình đang hy vọng là cái lứa bắp cải mà mình trong mới trong ở phía bên chỗ gần bờ hồ này. Là cái lứa bắp cải đấy lên mình hy vọng là nó sẽ đẹp. Nói chung ở cái khu vực phía bên đấy là mình sẽ áp dụng cái biện pháp là phun thuốc nha mọi người. Phun thuốc chứ không có như ở cái khu vực này nữa. Khu vực này là coi như là mình không có phun thuốc hay là làm gì nữa ấy. Ở đây có cái bắp cải rất là to này và đẹp luôn. Cũng không bị sâu bệnh gì nó tấn công này. Đấy. Nó rất là đẹp luôn. Đấy. Tròn. Những cái bắp cải của mình cuộn rất là chắc chắn đấy, cầm lên rất là nặng. Você pega vai pesado ou não? Peso, né? Pesado, sim. Isso depois da galinha, né? Sim, sim. Galinha gosta muito disso. Por aí ainda lá. Mấy ngày hôm nay thì mình cũng được một số quý vị khán giả ấy thì có góp ý cho mình là cắt cái gốc này để cho nó lên cây ấy. Lên cái cây từ cái cây đực mà nó lên cái cây cải á mọi người. Thì hôm nay mình cũng sẽ tiến hành cắt thử. Đấy, ở đây là kiểu như là bây giờ nó bị héo, bị chết hết mấy cái cành ở trên này rồi ấy. Nhưng mà ở trong cái thân của nó thì vẫn đang còn tươi ấy. Mình cắt đi để cho nó lên cái mâm mới, cho nó ra cái quả mới xem thử có được hay không ấy. Hy vọng là nó sẽ ra những cái cây cải khác. Tại vì đợt trước mình trồng tới mười mấy cây nhưng mà chỉ có duy nhất một cây là cây cải thôi. Nên là hy vọng đợt này là mình cắt cái mâm này nó sẽ lên được cái cây cải. Cả một cái gian như thế này mà trong đợt vừa rồi đấy là chỉ được có 2 quả thôi mọi người. Quốc đá in nè. Isso eu vou cortar, tá vendo? Cortar para ele crescer mais outro. Crescer mais rápido. Não, crescer mais outro. É. Isso nosso chama isso, não sei a Angola chama como, mas nosso chama tem dois tipos. Tipo mamão, né? Mamão. Mamão também tem mamão, não nasceu, não dá fruta. Tem mamoeiro também. Não, não tem fruta. Cresce, não tem fruta. Yeah, aqui também, crescer não tem fruta. Tem fruta. Tipo chama tem pau de feminina, pau de masculina. Isso é feminino. Mas, isso masculino, não dá fruta. Tá vendo? Sim. Por isso cortar. Depois dá ele crescer, ele pode ser sair feminina. É aqui não, pau. Sabe? Chỗ này thì có một vị khán giả có dặn mình là khoảng tầm độ 40 phân mọi người ạ.
mình sẽ cắt 40 phân, gặt ngay khúc này. Đấy, cái khúc này thì mình sẽ cắt thêm một đoạn dài lên trên chỗ cái phân gian kia rồi mình đi gọi là đi giấm ấy, đi giấm vào cái chỗ đất ẩm ẩm xem thử coi nó có lên không. Así se puede el chef cortar plantas en la tierra. Ya, isso dá. Vou cortar mais aqui depois você levar um sítio tem úmido, tá? Ei, bora. Cái phần này thì mình sẽ đi dâm này, dâm xem thử nó có lên hay không ấy. Đây, có một bạc lá bay mình là phải cuộn tròn lại như thế này này. Đấy, cuộn tròn xong rồi dâm vào chỗ ẩm ẩm ấy. Cái nhanh này thì chết mất đấy. Así que así. Cái gốc này thì mình nhìn thấy nó cũng đang xanh này. Đấy, đang xanh tươi. Nhưng mà nó là cái dây đực ấy, nên là mình cũng cắt luôn. Đây, cột ra. Đấy, cứ đa được. Được. Va a cortar aquí. Arranca eso, pase. Cái gốc này thì nó đang còn nhỏ mọi người ạ, bằng một cái nắm tay của mình thôi. Ở phía dưới gốc ấy. Sabe que pase. Eso después você mete mais lodo aqui. Tapa ya. Tapa lodo aquí. Eso ele já muito lá em cima, né? Đấy, đợt trước là nó cũng mọc lên ở đây là mọc những cái dây nhỏ thôi mọi người này. Đấy, những cái dây nhỏ nhỏ này lên này. Đấy, nhưng mà thôi, đợt này là mình cải tạo lại luôn gian nên là mình cắt cho nó lên một lần luôn đấy. Ồ, có rồi. Ồ, bị tù đù tù tiêu ra cà bố. Ya acabó. Aquí así que crianza entera mismo día, ¿no? Mismo día, sí. Entera mismo día. Ya. ¿Es mismo aquí? Sí, es mismo aquí. Sí. Ah. Dice, ahí está nacido. ¿Ah? Ahí está nacido. Nói chung là đợt vừa rồi đấy là vừa của cầu nhà mặt trời ấy là sinh non đó mọi người, sinh non hôm trước mình cũng có chia sẻ là sẽ sinh đôi nhưng mà các cháu yếu quá nên là không qua khỏi đó mọi người. Nunca ve isso, né? Isso depois aquele pronto provar, né? Isso só tirar a cor, tipo você cozinha arroz. Depois mete lá, tem a cor, tipo a laranja. Laranja, pouco vermelho. Yeah, bonito. Ah, isso depois tapar lá, já? Tapar depois, tapar mais lodo lá em cima. Já? Dá zé. Você depois tira coisa, tira a capinha aqui, entende? Depois cavar o lodo, tapar, já? Aí cho bạt dưới bàn này, làm cỏ với cả là tập thêm đất vào trong ấy, tập thêm bùn ở dưới kia vào cho nó mát ấy mọi người. Yeah, fazer isso, đó. Để cho bạn ấy làm, còn mình sẽ đi ra sau kia mình xem thử coi là các bạn ấy xây được như thế nào ở sau kia đấy.
Ở cái khu vực ngoài này thì các bạn hiện tại là đã xây được như thế này rồi mọi người này, từ hôm qua tới bây giờ luôn đấy. Đấy, là xây được như thế này. Antonio. Hola, te llamo Antonio. Está todo bien, ¿eh? Está todo bien, sir. ¿No todo? No, no todo. Đấy, này, nhìn các bạn đã xây cũng có vẻ là khá là thẳng đấy. Yeah. Hey. ¿No hace tipo cobra ya? No. ¿Ah, tú vos de tirar andame? Sí. Ah, ya. Acaba que le ya está en cuánto, cuánto adobe. Nove, ¿no? Nove, nove, ¿bate cuánto? ¿Puede ser seguir la fase de furo, ya? ¿Te puedo dar esa furo, ya? ¿Cómo? No. Tipo aquí ya nove, ¿no? Nove agora começar a fazer deixar a pouso furo já từ cái tâm lớp này thì chắc có lẽ là mình phải chưa mấy cái kiểu những cái ô thông gió mọi người để cho nó trong này nó thoáng ấy, tại vì mình chỉ có chưa mỗi cái cửa này, cái phần này này. Manuel. Hola, xin chào các bạn, tôi là Manuel. Agora é ajudante, né? Sim, sim, agora sou ajudante. Você não sabe construir isso? Sabe um bocado, chefe. Sabe um bocado. Yeah. Depois aprender mais, yeah? Sim, sim, aprender mais, chefe. Dá licença. Đấy, ở trong này là mình làm theo cái hình thức như thế này mọi người này. Tức là cái phần bên này là cao khoảng tầm độ như thế này thôi, khoảng tầm độ 5 lớp đấy. 5 lớp này là khoảng tầm độ 1 mét rồi đó mọi người. Careca. Hi, xin chào các bạn, tôi là Careca. Mày sẽ mày vui rồi nè. Nada. Nada. Đá, yêu về, tốt tốt nào. Đấy, càng dây lên thì nhìn cũng có vẻ là thẳng đó mọi người. Đấy. Tốt. Tốt, được. Trong phòng này thì mình ngắn năm thành 4 ô mọi người ạ. Đây này, một cái ô ở đây này. Rồi thì nói chung là thành 4 ô, 4 cái ô, còn ở giữa này là cái hành lang ấy. Mỗi ô thì mình chưa một cái cửa nhỏ nhỏ như thế này. Tầm độ 60 phân đấy. Ở bên chỗ này thì mình phân chia ra là một bên là mình nuôi lợn này, phía bên này nuôi lợn này, phía bên này thì mình sẽ nuôi gà. Đấy, cái gà, cái chuồng gà ở cái khu vực này là sau này là mình sẽ làm một cái lỗ gọi là thống để cho gà đi ra phía sau vườn chuối này mọi người. Ở sau vườn chuối này là mình sẽ rào lại ấy, rào lại cho gà nó ăn ở đấy rồi tối nó đi vào trong này này. Đây, tôi về bonita, tá bom. Yeah, số 5 á, 5 sega. Cái bức tường này thì nó tầm ngang qua cái phần hông mình một chút mọi người này. Đấy, ngang qua cái tầm này thì mình nghĩ là nếu mà nuôi lợn thì nó cũng không nhảy ra được đâu. Với cả là khi mà mình cho ăn này thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy, còn ở trong cái phần này thì là chỗ này là sau này là mình cũng sẽ là làm một cái rảnh ấy, một cái rảnh ấy, đi từ cái phòng này sang cái đục một cái lỗ ở đây. Đấy, đi sang phòng kia và đi ra ngoài sau cái phân mà chỗ mà mình có cái dự định làm cái hố mà ủ phấn ấy ở phía sau cái xoay ấy, mọi người đấy là sẽ làm một cái rảnh đấy. Khi mà mình tắm rửa cho lợn thì những cái rác thải thì nó sẽ trôi ra phần phía sau đấy. Ôi ta về tu đu isu buraco tên cái tapa ya. Tapaza, entende? Como ele ainda ainda molhado, úmido, tá vendo? Tapa ele cola bem, tá vendo? Now deixa secar depois ele tapa ele sempre rasa, entende? Aí cho các bạn phải là đắp những cái lỗ như thế này. Các bạn là kiểu như xây một mặt thôi, là chỉ gọi là làm băng một mặt thôi, còn phía trong này là không làm. Kiểu như sau này mới các bạn mới tịt lại ấy. Cái phần phía trong này là gần như là xong hoàn thiện trong những cái bức tường phía trong này đây, chỉ có thiếu một chút ở phía bên ngoài này nữa thôi. Ở ngoài này thì cái dự tính của mình là lên khoảng tầm độ 2m2 cả mọi người ạ. Cái bức tường bên này này 2m2 và tầm độ ngang khoảng 9 lớp là mình cũng sẽ là làm những cái lỗ thông gió ấy. Chiquito. Hola, te llamo Angolato Chiquito. Mestre principal. Verdade, bonito, sei. Bonito, né? Sim, bonito, sim.
Tá vendo aqui já quando é 8, né? É 8, sim. 8 começa a fazer já buraco, né? Ah, buraco. Deixa já buraco. Ah, buraco no 9. Ah, no 9. Yeah? Depois do 8, 9. Depois do 10 ou 9. 9, deixa buraco. Agora, isso 8, né? Sim, 8. Aqui, 9. 9 começa a deixar buraco. Ah, sim, tá. Entende? De respiração. É. Tá bem. Yeah? Sim, sim, sim. Lembrar, obo de construção depois bater buraco? Nada, nada. Assim mesmo já, já construí, começar já também deixar. É. Sim. Para depois não bater, partiu a parede, né? Nato? Olá, Tita, acabando toda a Nato. Já. Yeah. Ah? Aqui, assim, para caída, quando? Vem mais quatro. Caída? Sim, depois para dar seu acesso aí. Caída aqui, terminando isso é 10 ou 11, né? 11. 11 daqui pode ser 13. 13 ou 14. Já? Yeah? Sim. Tá bom. Já. Yeah. Aqui mình lên khoảng, so với cái này mình lên khoảng tầm độ 3 lớp là vừa mọi người ạ. Cái số lượng gạch thì đợt trước mình đóng cũng khá là nhiều á mọi người, nên là sau khi mà làm cái nhà ở phía sau này với cả là cái chuồng trại đấy thì vẫn đang còn dư khá khá đấy mọi người này. Đấy, cái gạch thì mình cũng không lo lắm bởi vì mình đang còn rất nhiều cái dự án để mà làm ấy, nên là còn phải là đóng thêm gạch ấy. Đây là cái chỗ mà mình nói là toàn bộ cái rác thải của cái chuồng chăn nuôi là sẽ thải ra ngoài này, cái khu vực này này. Đây, chỗ này là cái chỗ mà để mình ủ phân luôn đó mọi người. Đấy. Antonio cũng xây cũng khá là đẹp đấy mọi người. Thẳng thắn này. Antonio ơi. Casa você vivo lá antigo. Vivo. Tenho bandido tira tudo sapa. Muito valeu porque eu vou de madre e depois o pessoal passar a luta. É. Daí ele queimou cama, tira sapa, bate, enrompa cadeado e tira janela. Nói chung là ở bên này nếu mà làm một cái nhà hay là cái gì đấy mà mình không có ở ấy sẽ bị phá lắm. Phá. Nên ở nông trại mình đấy mà có chăn nuôi làm cái gì ở chỗ này là cũng phải cẩn thận ấy, nếu không là cũng bị phá ấy, mọi người. Chẳng hạn như chỗ này là mình muốn trưa một cái cửa này cho nó thông thoáng, cho nó tiền khi mà mình đi ở phía đằng trước ra đằng sau ấy, nó tiền. Nhưng mà kiểu như mà mình đi vắng đâu mà không trông coi được ấy, là người ta lấy lợi dụng ở phía sau này, người ta lấy đập khóa rồi này nọ ấy, là nó họ sẽ vào đấy. Nên là mình quyết định là phải tịt cái bức cửa phía sau này, mặc dù là mình biết là nó cũng sẽ là không được thông thoáng lắm đâu đấy. Nhưng mà dù sao thì mình cũng trừ lại những cái lỗ mà ở trên này này, lỗ thông gió ở phía trên này thì có lẽ là cũng ok thôi, không có vấn đề gì hết. Namanya tira andami fazer. Andami tên là andami si nau sega peso thì tên cái lê đia tên mandera tabua ta vậy tên tabua rồi mete adobe depois subir já isso amanhã. Tudo furo dentro tapa, yeah? Nói chung là cả bạn đã làm cũng nhanh đấy, mình cũng khá là bất ngờ đấy, bởi vì là xây cái phòng này là nó có nhiều cái góc cạnh ấy, nó có nhiều cái góc là mình phải làm này, chẳng hạn như thế này là nó mất công này, nếu mà xây thẳng thì mình không nói làm gì, hoặc là chỉ có một hai phòng thì không nói làm gì, còn đấy là phải nhiều cửa này, từ 5 cái cửa mà mọi người, đấy, 5 cái cửa là phải các bạn ấy phải căn chỉnh làm sao cho thẳng ấy. Với cả là nhiều có nhiều cái góc cái cành ấy là phải chặt gạch rồi cả kiểu nó đấm nó lâu hơn, nó lâu hơn so với việc là mình làm cái ngôi nhà ở phía sau kia. Así nha, mai quan thì dia a cabo termina la obra. Ah, mañana. A mañana. A mañana. A mañana termina. Va a terminar. Você todo dia você não não coisa, não escuta mestre principal. Aquele dia também você enganar. Você também perdeu ele. Ele perdeu, não sou eu.
Aquele dia. Depois mais. Só dois dias meio. Sim. Só dois dias meio. Falar três dias. É. Você agora você fala isso com mais quantos dias? É. Assim hoje vai fazer quantos dias? Hã? Assim hoje é dois, né? Dois dias. Yeah, dois dias. É. Mais um dia? É. Đấy. Bạn chỉ cái tour bạn nói là khoảng ngày mai nữa là xong mà không biết có kịp xong không. Mình cũng không dám là hối các bạn ấy, để cho các bạn làm từ từ thôi. Vừa chắc chắn mà kiểu cho nó đẹp đẹp một chút đó mọi người. Mai quan thế? Đối đi à? Vai về. Outro fala amanhã, você fala mais dois dias. Yeah. Aquele dia eu assinar Pruma, não sabe? Sabe, ele fez tudo. Pruma, nada. Pruma, eu sabe. É o grande mestre. Você também tem que aprender, chiquito. Aprender. Aquele é mais bom. Pruma, agora esse tempo não usa muito. Usa mais nível. Pruma, muito difícil. Difícil, você não sabe, eu por isso difícil. Yeah. Mas você sabe, é fácil. Vamos aprender. Aprender tudo. Mestre profissional tem que saber tudo. Yeah? Careca pensa que criar cabrito bom ou porco bom? Ah, então. Quê? Hai tốt. Hai tốt. Cả hai. Sao mà xin sao mà cả hai? Cả hai đều tốt. Đúng tốt. Đúng tốt. Đúng tốt. Đúng vậy. Cả hai ampus. Ampas. Ampas, tá vendo? Sao mà cả hai? Cả hai đều tốt. Cả hai đều tốt. Cả hai nhiều lắm. Nhiều lắm, cả hai đều tốt. Đấy. Dạ. Ampas, tudo bom. Né? Dạ. Aqui, porco, galinha, cabrito, pato, meter aqui não faz mal. Yeah. Não faz mal, só tivemos só casa bom, nhanho, e ficar muito a comida aqui também, ter paciência de ter comida os animais, então ele viver à vontade. Sim, comida nosso tem, não tem aí muito banana. Sim, porco comer banana muito bom. Depois milho, tá vendo? Tá. Yeah. Outro dia plantar mais aquele rama de batata. Batata depois. Também porco comer aquele bom. Sim. Aqui eu vejo aqui angolano criar porco só, deixar ele adato aí. Escolher só e procurar comida só. Mandioca também pode. Sim, mandioca é bom. Phía ngoài bờ hồ kia thì các bạn ấy cũng đang tiếp tục cái công việc là san bờ mọi người. Hiện tại thì mình cũng thấy là các bạn ấy san được hơn một bờ rưỡi rồi. Hy vọng là khoảng tầm độ 2-3 ngày nữa gì thì các bạn san xong. Cái bờ ở phía ngoài đấy san nó cũng tốn khá là nhiều thời gian đó mọi người. Đấy, tại vì đất nó cứng ấy. Với cả là cái nhóm mà làm ở phía sau đấy là thường là phải tưới sóng rồi thì mới ra làm ấy. Nên là cũng hơi lâu một chút.
Ok, Ly. Hả? Ok. Ok. Hả? Ra ta bay nhá. Ừ. Hôm nay mình bác lại không có đem cái gì xuống cho rồi. Hoje não tem nada, á? Hoje não tem nada. Ê. Ê. Đấy, bộ đồ vừa trước mua cho đây. Đấy, bữa nay là mặc ấm áp ấy. Ê. Hey. Xin chào ấy, xin chào mọi người ấy. Xin chào mọi người. Chào các ông, các ba, các cô, các chú, các bác. Yeah, này. Đấy, bữa trước mình mua cái áo này thì hơi rộng một chút. Mete mal dele, quero pegar, agora tá comprido. Này, cười xuống ngay thôi. Này, này. Tá fazendo lá dentro? Tá baixando. Hả? Xa xa, xa xa Capi. Công việc của Cati thì hàng ngày là công việc chính là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa mọi người. Đấy, rửa chén, rửa bát. Đấy. Sau đây thì có thời gian nữa thì đi ra nhổ cỏ xung quanh vườn này. Ok, ok, Li. Ok. Hả? Ta sau ra por qué? Hả? Ta sau ra por qué? Đấy. Không chơi với là khóc cả. Xấu à. Xấu à. Đấy, cười suốt ngày đây. Ok, ok. Hả? Hả? Ok. Đấy, không chơi với là khóc ấy. Công việc của ngày hôm nay thì được như thế này rồi mọi người này. Đấy, à, hiện tại thì các bạn ấy đang xây tới cái lớp thứ 7, thứ 8 gì đấy. Cũng khá là nhanh đấy. Đấy. Bạn Chikitu ấy, bạn có nói là một ngày nữa xong nhưng mà không biết có kịp xong không. Tại vì là ở giữa này này là mình cũng phải xây lên, xây tường cao lên luôn đấy. Xây cao lên và ở chỗ này là hai bên là có hai cái góc rất là mất thời gian đấy. Tại vì mình phải chỉnh cho thẳng ấy. Ở đây là chỗ này này. Đấy. Tại vì ở phía trên này là mình làm nhà hai mái ấy mọi người. Nên là nó sẽ phải là xây cao lên để mà có cái bờ tường để mà mình gác đá ấy. Ngay cái chỗ khu vực đấy. Nên là không biết ngày mai nữa là xong không. Về bên bên nhá. Capade sabe fazer usar rumo? Nunca usa. Ê, Messi Fraco. Hầu như là cả ông ấy sử dụng cái thước này thôi chứ không biết dùng cái con roi đâu. Con roi thì mình thấy nó chính xác hơn rất là nhiều đấy. Cái thước này tại vì cái thước dài thì con được, còn cái thước ngắn thì cái gạch nó không băng phẳng nên nó nhìn nó cũng không được thẳng được lắm đâu. Bây giờ thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nhá. À, mọi người nhớ cho Hiệp một đăng ký kênh, một like, một share và một comment góp ý để giúp cho kênh Hiệp phát triển hơn nhé. À, xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuần Hiệp TV. Hola, xin chào. Xin chào.